8 tác động xấu với canh tác khi mà chăm sóc cây trồng mùa mưa bão. Xin chào bà con và các bạn. Khi mà mùa mưa đến á, thì canh tác cây trồng gặp nhiều khó khăn. Và trong đó đó nó có 8 tác động xấu ảnh hưởng đến canh tác cây trồng. Và nếu bà con và các bạn quan tâm đến chủ đề này thì hãy xem hết video để biết chính xác 8 tác động xấu với canh tác khi mà chăm sóc cây trồng mùa mưa bão là gì nha. Đầu tiên mà các bạn, khi mà chúng ta canh tác cây trồng trong mùa mưa á, khi mà có gió bão nữa đó, thì việc đầu tiên, tác động xấu đầu tiên mà các bạn hay gặp phải đó chính là ngập úng và hối rễ. Thì như hình ảnh minh họa về bà con các bạn thấy không, tại vì khi mà chúng ta canh tác cây trồng trong mùa mưa bão mà chúng ta chăm sóc cây á, thì một số vườn, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hoặc là các tỉnh ven biển, thì chúng ta sẽ dễ bị ngập úng. Và nếu tình trạng này kéo dài thì bà con các bạn sẽ thấy là cái cây trồng của mình nó sẽ bị vàng lá và rễ nó bị thối, và nếu mà lâu quá thì nó dẫn đến là chết cây. Bà con các bạn nhớ giúp Sơn lưu ý điều này đầu tiên, đó là tác động đầu tiên về khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão mà gặp tác động xấu, đó chính là ngập úng và hối rễ. Và tác động thứ hai nữa bà con các bạn, khi chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão nữa đó, và chúng ta có thể gặp phải nữa đó, tức là bị xói mòn và gửi cho đất, bởi vì cho nước mưa và các bạn, rồi đôi khi bão nữa, thì như vậy cái nước mưa đó nó sẽ làm cho cái lớp đất bề mặt và các bạn nó bị mất dần đi, nó dẫn đến là đất nó bị xói mòn và gửi cho đất. Và việc sửa xói mòn và gửi cho đất này sẽ làm cho đất mình nó sẽ bị thoái hóa dần đi bà con các bạn, nó làm đi mất đi cái lớp đất màu mỡ phía trên đó bà con bạn. Bà con bạn cũng chú ý giúp Sơn, đó là tác động xấu thứ hai khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão có thể gặp phải. Tác động xấu thứ ba là cây trồng có thể bị đổ ngã, bởi vì trong mùa mưa, nhất là mùa mưa mà có bão mà các bạn, thì gió vừa mưa vừa gió, thì như vậy thì cây trồng, nhất là những cái cây ăn trái như là cây trồng mà chúng ta trồng ở những cái vùng như đã Sơn nói, đồng bằng sông Cửu Long hoặc là ở vùng miền núi Tây Nguyên chẳng hạn đó, thì những cái nơi đó sẽ rất là dễ bị đổ ngã. Cây trồng dễ bị đổ ngã khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão, đó là tác động xấu thứ ba. Về tác động xấu thứ tư khi chúng ta chăm sóc cây trồng mùa mưa bão, đó là nó bị thối và nứt trái. Bởi vì khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa và các bạn, thì cái nước mưa thường nó sẽ làm cho thường trái trong vườn nó luôn luôn bị ẩm ướt và ẩm u và ẩm cao. Điều đó nó giúp cho cái việc mà nấm bệnh nó phát triển, nó dẫn đến là dễ bị thối trái. Ngoài ra là cây hút nước nhiều dẫn đến là nó cũng bị dễ bị nứt trái, đó là tác động xấu thứ tư. Tác động xấu thứ năm khi chúng ta chăm sóc cây trồng vào mùa mưa bão, chúng ta có thể gặp thấy và các bạn, đó chính là thiếu ánh sáng. Bởi vì nó trời nó mưa liên tục và các bạn, mà mây cứ âm u hoài như vậy đó, là làm cho cái vườn cây của mình nó thì thiếu ánh sáng. Khi đó thì cây trồng sẽ quang hợp yếu và các bạn, mà nhìn thiếu ánh sáng nè. Mà khi cây trồng nó quang hợp yếu, thiếu ánh sáng như vậy, nó quang hợp yếu thì dẫn đến là cây trồng nó sẽ bị yếu, sinh trưởng phát triển kém nha bà con các bạn. Và tác động thứ sáu đó là khi mà trong mùa mưa bão và các bạn, thì sâu bệnh hại cũng rất là dễ phát triển. Cho nên bà con các bạn cũng chú ý giúp Sơn, bởi vì như nãy Sơn nói, trong mùa mưa bão là độ ẩm trong vườn cao nè, thấy không, và lại thiếu ánh sáng nè, thì lúc đó là điều kiện thuận lợi rất là tốt cho các loại sâu và bệnh hại phát triển. Và tác động thứ bảy, tác động xấu thứ bảy khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão hay gặp phải, đó là đất bị chai cứng. Bởi vì nhất là cái loại đất mà có thành phần sét cao và các bạn, bởi vì khi mà nước ấy, trong mùa mưa bão mà nước nhiều, nó vừa làm cho nãy Sơn nói là nó xói mòn và rửa trôi lớp mà bề mặt đất đi, đồng thời nó làm cho đất của mình nó bị chai cứng, bởi vì cái lớp đất mặt ấy, nó bị mất đi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những loại đất mà nó có hàm lượng sét cao thì như vậy nó làm cho cái lượng nước trong đất cao, thì như vậy làm cho càng ngày càng thì cái lớp đất của mình bị chai cứng đi. Đó là tác động thứ bảy khi mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão có thể gặp phải. Và tác động thứ tám, tác động xấu thứ tám mà chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa mưa bão chúng ta có thể gặp phải, đó là nó ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu trái. Và còn các bạn, nếu như vườn của chúng ta mà nó cây trồng nó ra hoa hoặc là đậu trái trong cái giai đoạn mà mùa mưa, nhất là mùa mưa bão, thì như vậy thì nó sẽ bị, thứ nhất là ảnh hưởng của mưa thì độ ẩm cao nè, ngoài ra còn gió nè,
thì như vậy nó sẽ có thể là bị rụng hoa, rụng trái, hoặc là do cái có nước mưa và độ ẩm vườn cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thụ hoa, thụ phấn của hoa. Và các bạn, như vậy nó sẽ cũng ảnh hưởng đến vấn đề thụ hoa, thụ phấn và phát triển trái, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng, sức và chất lượng của trái sau này. Thì đó là 8 tác động xấu của khi chúng ta chăm sóc cây trồng trong mùa bão mà chúng ta có thể gặp phải. Thì câu hỏi đặt ra là thế thì chăm sóc cây trong mùa mưa thì cần chú ý gì? Thì trên kênh YouTube của Sơn, Sơn cũng đã chia sẻ rất nhiều video về chủ đề mà chăm sóc cây mùa mưa. Và Sơn đã tổng hợp nó lại thành một cái danh sách phát. Và nếu mà có những các bạn quan tâm đến chủ đề chăm sóc cây mùa mưa thì sau khi xem hết video này, hãy bấm vào phần mô tả của video và tìm đến chủ đề là chăm sóc cây mùa mưa để tiếp tục theo dõi. Ngoài ra mà các bạn để canh tác cây trồng tốt và hiệu quả thì bà con các bạn cũng phải quan tâm đến nhiều chủ đề khác như là về đất nè, cải tạo đất nè, xử lý giao hoa, kỹ thuật canh tác chăm sóc cây, sâu bệnh hại, phòng trừ sâu bệnh hại, phân bố dinh dưỡng cây trồng và nhiều chủ đề khác. Thì trên kênh của Sơn cũng đã chia sẻ rất nhiều video và Sơn đã tổng hợp nó thành các chủ đề nêu trên và Sơn sẽ để nó vào phần mô tả của video. Nếu mà bà con các bạn quan tâm, sau khi xem hết video này hãy bấm vào phần mô tả của video và tiếp tục tìm đến các chủ đề mà bà con các bạn quan tâm để tiếp tục theo dõi. Ngoài ra bà con các bạn thì còn rất là nhiều điều thú vị và hữu ích đang chờ bà con và các bạn khám phá ở phần mô tả của video, nhất là cái link của trang dành cho bạn. Bà con và các bạn nhớ tìm đến cái link đó để tiếp tục khám phá nha. Thì trên đây chia sẻ ngắn của Sơn về cái chủ đề là 8 tác động xấu với canh tác cây trồng khi mà chúng ta chăm sóc cây trong mùa mưa bão. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, hãy tặng cho Sơn một lượt like cũng như là chia sẻ video đến nhiều bà con hơn để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng được ngày một tốt hơn. Và nếu như bà con và các bạn quan tâm đến chủ đề, các chủ đề về trồng trọt và như là về đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, sâu bệnh hại, xử lý giao hoa, kỹ thuật canh tác và nhiều kiến thức khác trong trồng trọt mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm nút đăng ký. Sau khi bấm nút đăng ký, bà con và các bạn nhớ bấm nút chuông để mà cập nhật video mới trên kênh, cũng như là bà con và các bạn quan tâm đến chủ đề nào, những vấn đề nào trong trồng trọt thì hãy cho Sơn biết ở phần bình luận để Sơn thấu hiểu được những cái chủ đề mà bà con các bạn quan tâm để mà làm video để mà có thể giúp ích cho bà con và các bạn. Xin cảm ơn bà con và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Sơn xin chào và hẹn gặp lại.